Một chiếc xe hơi có niên đại từ năm 1998, đến bây giờ nó vẫn còn sáng loáng, không những sáng loáng mà còn cả thẻ bảo hành. Quay bộ sưu tập đồ chơi của con trai, người mẹ khiến ai cũng trầm trồ vì Ritkit chính hiệu. Theo đó, người mẹ đã quay đoạn clip ghi lại cảnh bộ sưu tập đồ chơi từ thời xa xưa của con trai mình sinh năm 9X. Từ những món đồ chơi đắt tiền như ô tô, máy bay hay bộ Lego được sắm từ cách đây gần 30 năm trước, khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ. Bởi chắc hẳn thanh niên ấy từ xưa đã là một Ritkit chính hiệu nên mới có thể sở hữu những món đồ mà rất nhiều người mê. Đầu tiên là một chiếc máy bay không người lái mẹ chồng tôi mua cho lão khi lão vừa đầy tháng. Đấy, lão kiểu quê, biết cái gì đâu. Một chiếc cốc hai quai bằng vàng khi lão vừa tập uống nước. Bộ sưu tập cung tên và kim cương lấp lánh khi lão và đám trẻ con trong xóm còn cởi chuồng tắm ao. Một chiếc xe tăng giáp sắt lão được tặng khi lão vừa thôi nồi. Còn con này chắc ngày xưa hôi mùi nước dãi lắm này. Ăn nằm ngủ cắn mút nó thì chả thế à. Con xe múc này có niên đại là hơn 20 năm về trước rồi đấy. Méo hiểu ông chơi kiểu gì mà vẫn còn mới tinh. Bộ sưu tập những bức tranh có giá trị hàng tỷ đồng lá đa. Giờ ông bảo là không hiểu sao hồi đấy lại vẽ được những bức tranh như thế này. Đúng là thiên tài. Bộ sưu tập Lego lên ghép thì từ thời Napoleon đệ nhất và đệ nhị này. Một chiếc xe hơi có niên đại từ năm 1998. Đến bây giờ nó vẫn còn sáng loáng, không những sáng loáng mà còn cả thẻ bảo hành. Chắc đây là cái kiểu hy sinh đời bố củng cố đời con đây, bố chơi chán rồi để dành cho mai mốt con chơi đây. Bây giờ đất ơi là giời, ông là định để cho hàng quán xá người ta phá sản hết à. Đây chắc chắn là thời của kỷ băng hà, 30 năm về trước. Đoạn này ăn kẹo cũng phải kinh lắm này. Không ăn thì kiếm đâu ra cái số này. Mấy con kia người ta bảo giữ thì đã đành đi đây. Mấy cái con bé tí ở trong mấy cái kẹo ấy cũng giữ hết. Đài cassette mà màu mè cỡ này thì lúc đấy cũng tầm là 7-8 tuổi thôi. Các bác thử đoán xem là cái điện thoại cùi bắp này có niên đại bao nhiêu năm rồi. Anh được lắm, ngày xưa đã biết tiết kiệm tiền để cưới vợ ở đây. Nay mà còn xài được thì chết với mụ. Bên cạnh những món đồ giá trị, cộng đồng mạng còn nể phục cậu con trai bởi có tính cách giữ đồ rất bền. Mặc dù đã trải qua gần 30 năm, nhưng tất cả vẫn còn mới tinh, vẫn có thể lấy ra chơi một cách bình thường mà không hư hỏng bất cứ thứ gì. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 Phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!